Và hôm nay chúng em sẽ ghép cho các bác một cái combo giá cực kỳ rẻ các bác nhá. Thường thường chúng em đi làm công trình nhiều năm gần đây thì cảm thấy là 1 đến 2 năm trước chúng ta cần phải có mức kinh phí khoảng 20 đến 25 triệu đồng chúng ta mới có được một dàn karaoke hay chuẩn mực phù hợp với những cái căn phòng tương đối rộng 30 mét vuông đổ lại. Thì đó là về cái mức giá khoảng 2 năm trở lại. 2 năm trước ạ. 20 đến 25 triệu đồng chúng ta mới hay. Nhưng cái dàn combo mà chúng em đang ghép cho các bác trước mặt đây ở năm 2022 chúng ta chỉ có mức giá khoảng 15 triệu đồng. Các bác không nghe lầm nữa, 15 triệu chúng ta đã có tất cả những thiết bị âm thanh cao cấp chuyên nghiệp để có thể là hát karaoke, không thua kém gì những cái bộ hát ở ngoài quán đâu ạ. Và đây em sẽ show cho bác về cái cấu hình này. Với cấu hình của chúng ta sẽ có là loa, đây là loa full bass 30 DMX chính hãng. Tiếp theo đó là đẩy công suất cũng của DMX chính hãng này. Tiếp tục là vang cơ lai số của hãng Gia. Thứ tư, mic không dây. Và tổng tổng của dàn combo này em có ghi là 15 triệu 350 ngàn. Nhưng em đã gạch đi cho các bác phần số lẻ ở đây để cho nó dễ đọc này, dễ tính luôn này, 15 triệu luôn. Một dàn combo này nhá, còn thêm bớt thế nào thì chúng ta sẽ tính sau. Đấy, thì chỉ có bớt thêm thôi, 15 triệu sẽ chỉ có bớt thêm thôi, chứ không có tăng lên đâu. Tùy vào từng thời điểm mà giá nó sẽ chênh lệch, nhưng nó sẽ thường là sẽ rẻ đi bởi vì công nghệ khoa học nó phát triển, đồ điện tử nó càng ngày càng rẻ các bạn. Đây, và bây giờ là dàn combo của các bác đây. Một đôi loa này, đôi loa bass 30 cm. Đấy là đường kính. Và một chiếc mic không dây, một bộ mic không dây. Tiếp theo đó là vang cơ lai số. Và cuối cùng đẩy công suất DMX có công suất khỏe. Rồi quay tổng thể như vậy, và bây giờ em sẽ là cho máy quay lại gần từng sản phẩm và giới thiệu từng sản phẩm ạ. Trước đó thì mỗi một sản phẩm ở đây chúng em đã đều có những video riêng biệt. Mà các bác nào muốn muốn biết rõ hơn, chi tiết hơn về từng cụ thể, từng thiết bị trong dàn âm thanh này thì hãy bình luận bên dưới, chúng em sẽ gửi link từng video của từng sản phẩm một. Và bây giờ em sẽ quay đầu tiên đến cặp loa của chúng ta. Các bạn nhìn thế nào ạ? Cặp loa này có giá là 5 triệu 800. Các bạn nhìn hầm hố không? Nhìn mặt đây căng và cũng như là tổng thể cái ngoại hình này. Thiết kế bắt vát thế nào? Đấy, nhìn rất là khỏe khoắn. Đấy, đấy là về ngoại hình. Còn về chất lượng thì em này được làm bằng gỗ rất là tốt. Gỗ ép này là loại gỗ ép tốt các bác nhá. Nó chịu ẩm mốc cũng như là chịu nước rất là tốt. Các bác nào cho sự kiện ngoài trời thì không phải lo, chứ đừng có nói gì đến là ẩm mốc trong nhà. Đấy, các bác mà ở miền Bắc chơi trong nhà không tránh không phải sợ ẩm mốc đâu ạ. Logo DMX. Và em sẽ quay cho bác về phần mặt hậu. Phần nơi căng này hoa văn em thấy cảm thấy rất đẹp rồi. Tay sách này. Và đây là phần hậu. Hậu của em nó này. Thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Hàng chính hãng có CQ CO đầy đủ cho các bác check ở trên mạng này, cũng như là gọi đến thương hiệu hỏi han về sản phẩm. Không phải hàng tiểu ngạch, không phải hàng nhập khẩu gì đâu ạ. Chính hãng 100%. Về chính hãng thì các bác sẽ yên tâm về chất lượng sản phẩm đã được qua kiểm định cũng như là bảo hành, chất lượng của công ty. Rồi, tiếp theo đến mic. Mỗi sản phẩm thì em xin phép quay một chút thôi bởi vì tránh cái là tạo lên cái video nó dài quá. Đây, Việt KTV, bộ mic này là của Việt KTV, thương hiệu Việt Nam. Có mã là C200 Pro, giá là 2 triệu 650. Với bộ mic này, đảm bảo với các bác là làm sự kiện ngon chứ đừng nói đến là chơi gia đình. Vì cái độ xa bắt mic của em nó rất là xa. Độ xa bắt mic rất là xa. Và cái giải tần bắt nó rất là rộng. Bắt giải trầm đến giải chép rất là rộng. Chúng ta hát rất là trung thực ở trên cái bộ mic này. Màn hình LED thì rất là ok, hiển thị rất là nét. Các bác sẽ để ý là những cái bộ mic xịn thì màn hình nó sẽ rất đẹp, nhìn rõ ràng. Tiếp theo đến vang của chúng ta. Vang cơ lai số đời mới nhất của 2022. Với chiếc vang này thì echo reverb của nó rất là phê. Nó quẹn vào với nhau. Nó rất dễ chỉnh bởi vì là chúng ta có thể chỉnh cơ. Rất tiện cho bác chơi gia đình không cần máy tính. Tiếp theo về đẩy công suất.
đẩy công suất của chúng ta là 450W một kênh. Đó, đẩy căng được một cặp full 30 này luôn. Một cặp full này có công suất là 350 ạ. Và chúng ta có đẩy 450 ở chế độ 8 ohm. 4 ohm nó sẽ khỏe hơn các bác nhá. 4 ohm nó lên đến 600W cơ. Nên là yên tâm căng. Đó, màn hình hiển thị LCD hiện đại này. Ít đẩy làm được điều này. Đó, chiếc áp thì cũng là chiếc áp bi. Đó, cho bác nào mà cảm giác vặn, chiếc áp nó rất là thích tay. Đó, logo DMX chính hãng đây. Đó. Thì chiếc đẩy này được trang bị mạch class H, cho bác là chất âm hát karaoke rất là sáng tiếng, rõ lời và làm mát cực kỳ nhanh. Tổng thể như vậy, tất cả sản phẩm loa, vang, mic, đẩy, 4 sản phẩm phải không ạ, đều chính hãng bảo hành 1 năm. Rất yên tâm cho các bác. Và bây giờ đến lúc này em sẽ mở nhạc test chất âm cho các bác ạ. Và bây giờ em sẽ cùng các bác test chất âm. Và cái độ hay của phần nhạc ấy thì em đảm bảo với các bác là rất hay. Chiếc vang này đã được có được trang bị một cái mạch giải mã là 48 bit, nên là các bác khi các bác chơi nhạc bằng cổng quang, nhạc sẽ rất là tuyệt vời, đẩy công suất rất là khỏe để có thể là đánh được một đôi loa có chép kèn tơi như thế này. Và bát của chiếc loa này đánh rất là sâu các bác nhé. Phòng có thể là không quá rộng thì chúng ta không cần trầm đâu, đảm bảo các bác rất hay. Mic cho bác này, chất mic cực kỳ ok, chất mic rất ok ạ. Mở tai mic lên, alo, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, và các bác đang nghe cái tiếng mic mộc của nó các bác nhé. Em ngồi rất gần loa, không có hiện tượng gù rít luôn. Chống hú của chiếc vang này rất tốt. Bây giờ em sẽ tăng phần echo reverb. 1 2 3 4 5 6 7. Bác thấy thế nào? Quẹn không ạ? Hát rất là mượt trên cái dòng vang này. Cái quan trọng nhất là chúng ta hãy thử cả dàn này trên cái không gian gia đình nhà mình. Em đảm bảo các bác, không gian kể cả khi nhà các bác là không có tiêu âm đi nữa thì chất nhạc ra, chất mic ra vẫn rất là ok. Và cuối video thì chúng em sẽ để các bác nhìn lại cái combo của chúng ta: loa 5.8 triệu, đẩy 4.8 triệu, vang 2.1 triệu, mic không dây 2.650 triệu, và tổng cộng nó sẽ là 15 triệu ạ, rất là rẻ. Nhìn về ngoại hình đã mê rồi, đó, một bộ đen tuyền luôn. Và các bác muốn chúng em ghép những cái bộ combo khác có tầm giá bao nhiêu, kể cả thấp hơn, thì chúng em cũng ghép được cho bác hay trong tầm tiền. Cảm ơn các bác đã xem video của Tuyên Vũ Audio. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.